Các em thân mến, hôm nay là thầy trò chúng ta cùng nhau ôn lại một số kiến thức để chuẩn bị cho các bài kiểm tra giữa kỳ 2. Thì ở đây là các thầy cô trong nhà trường cũng đã soạn một số cái bài toán để ôn tập cho các em để chúng ta tìm hiểu. Thì ở đây là có tất cả 5 bài toán. Thì bài số 1 là bài toán tìm x, y, z gì đó, vân vân. Và bài toán này để giải quyết nó là chúng ta sẽ vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Còn bài số 2, bài số 3 và bài số 4, đây là 3 bài toán đố. Cụ thể mỗi bài như thế nào thì một lát chúng ta phải đọc, tìm hiểu để mà chúng ta phân tích để biết được đó là bài toán làm gì, là thuộc dạng gì. Và bài cuối cùng là bài toán hình học. Bây giờ chúng ta sẽ đi cụ thể từng bài. Bài số 1 có 2 bài là bài A, bài B. Thì khi mà những cái bài toán gì cũng vậy, mình phải bài toán tìm x, y gì đó, mình phải viết lại cái đề bài. Thì vấn đề ở đây em thấy x trên 3 bằng y trên 5, và cái hệ thức thứ hai là x cộng 2y bằng 39 là con số đã biết rồi. Thì em biết là theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, thì từ những tỉ số bằng nhau ban đầu ta sẽ thiết lập được tỉ số mới. Và nếu như chúng ta làm nhiều lần thì ta sẽ tìm được nhiều tỉ số mới nữa cũng bằng với chúng. Này, em nhìn x trên 3 bằng y trên 5 thì cái hệ thức thứ hai là x cộng 2y. Thì như vậy ta sẽ cho phía trên là x cộng 2y. Thì ở trên mà chạy như thế nào thì phía dưới sẽ chạy tương ứng như thế đó. Như vậy ở đây là ta sẽ lấy ở trên là y nhân 2 rồi mới cộng x, thì ta lấy ở dưới là 5 nhân 2 rồi cộng 3. Và em thay sổ vô em tính. Và cuối cùng kết quả thu được là bằng 3. Thì tới đây x trên 3 tức là x chia 3 bằng 3. Như vậy muốn tìm x thì lấy 3 nhân 3. Y trên 5 tức là y chia 5 bằng 3. Như vậy muốn tìm y lấy 3 nhân 5. Và cuối cùng ta thu được kết quả là x bằng 9 và y bằng 15. Tương tự tiếp tục đi qua bài B. Thì trong bài B đó, nó không phải là cái dạng cũng giống như bà, nhưng mà em sẽ đưa nó về giống như dạng bài toán quen thuộc. Như vậy ở đây trong bài này người ta cho là 4 nhân x bằng 6 nhân y. Như vậy từ hai cái tích này bằng nhau thì ta sẽ thiết lập được một tỉ thức, tức là hai cái tỉ số bằng nhau, và đưa về giống như bài A bằng cách là anh em vận dụng tính chất là đổi chỗ thôi. Đây, từ 4x bằng 6y ta suy ra x trên 6 bằng y trên 4. Thì thầy cũng nhắc lại kiến thức thôi, là cái đường chéo là 4 nhân x là tích ngoại tỉ mà, bằng tích trung tỉ 6y. Ta có 6 nhân y bằng 4 nhân x. Như vậy khi đặt x đây thì 4 sẽ nằm ở dưới đây để tạo thành cái đường chéo. Và đây vị trí của y với 6. Và tới đây thì cũng trở lại như bài A. Và mấy em thay số tính toán cụ thể. Và cuối cùng ta được x trên 6 bằng 5, y trên 4 bằng 5. Và như vậy muốn tìm x, y thì ta lấy gì? Muốn tìm x ta lấy 5 nhân 6, muốn tìm y lấy 5 nhân 4. Và tính toán kết quả cuối cùng là x bằng 30, y bằng 20. Bước sang bài số 2. Giờ chúng ta cùng đọc tìm hiểu đề bài. 3 phân xưởng may gia công có số công nhân là 10, 12, 15 người. Họ cùng may áo trong một ngày. Và tổng số may được của họ là của 3 phân xưởng này là 111 cái áo. Hỏi rằng mỗi phân xưởng đã may được bao nhiêu cái áo trong ngày đó. Biết rằng năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau.
Thì trong bài toán này đi đọc thì em chú ý ở đây có những cái đại lượng nào không đổi. Thứ nhất, năng suất làm việc của mỗi người là như nhau nè, và cái thời gian cả ba phân xưởng cùng làm đều là như nhau, là cùng làm trong một ngày. Vì chính vì điều đó cho nên là chắc chắn là nếu như đội nào, phân xưởng nào mà có số người càng nhiều thì số má may được cũng nhiều. Và chẳng những như vậy mà bên này tăng bao nhiêu lần thì số áo nó cũng tăng bấy nhiêu lần, tức là hai đại lượng, số người và số áo may được sẽ là hai đại lượng tỷ lệ thuận. Như vậy khi làm bài chúng ta sẽ lập luận trước đây: vì năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau và thời gian làm việc của ba phân xưởng là như nhau nên số áo may được và số người là hai đại lượng tỷ lệ thuận. Thì tỷ lệ thuận thì mẹ chắc chắn là em nhớ tỷ lệ thuận là gì, là tỷ số của các của hai cái đại lượng nó luôn luôn không thay đổi. Vì vậy tấm đó thì bây giờ chúng ta sẽ gọi này. Ở đây chúng ta sẽ gọi gì, x1 x2 x3 đơn vị là áo, là số áo may được của phân xưởng 1, phân xưởng 2, phân xưởng 3 cần tìm. Và khi gọi như vậy thì ta cần phải có điều kiện, vì đây là số áo may được cho nên nó không thể là mình nói giống như số thập phân số lẻ được, mà nó phải là một số số nhìn dương. Và theo như phần trình bày thì ta nhắc lại theo đề bài và với lập luận ở trên thì ta sẽ thiết lập được hai cái hệ thức. Thứ nhất, hồi nãy mình đã lần được số áo may được và số người là hai đại lượng tỷ lệ thuận, cho nên ta sẽ lập được là x1 trên 10 bằng x2 trên 12 bằng x3 trên 15. Và biết rằng tổng số áo may được của họ là 111 cái áo, nghĩa là x1 cộng x2 cộng x3 bằng 111. Và sau khi chúng ta đã lập được cái hệ thức hay những hệ thức như thế này thì chúng ta sẽ tiến hành giải toán thôi, và cũng quen thuộc. Này. Và em tính được cuối cùng thu được kết quả là x1 trên 10 bằng 3, x2 trên 12 bằng 3, x3 trên 15 bằng 3. Như vậy muốn trị x1 thì lấy 3 nhân 10, muốn trị x2 lấy 3 nhân 12, và muốn trị x3 là lấy 3 nhân 10, 15. Đấy. Và khi giải xong thì vì đây là toán đố thì mấy em ghi đáp số của nó cụ thể là như thế nào, kẻo không mất điểm, cái này nó không đáng đâu. Nào, bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ đi qua cái bài số 3 và chúng ta sẽ đọc tìm hiểu đề bài. Ở đây là có xe ô tô và một chiếc xe gắn máy cùng đi từ địa điểm A đến địa điểm B. Biết xe ô tô, xe gắn máy đi với vận tốc lần lượt là 80 km/h, 60 km/h, nghĩa là xe ô tô đi vận tốc 80 km/h, còn cái kia là 60 km/h. Hỏi thời gian mỗi xe đi từ địa điểm A đến địa điểm B là bao lâu? Biết rằng xe ô tô đến sớm hơn xe gắn máy là 2 giờ. Thì trong bài toán này là đề cập tới cái sự chuyển động. Thì nói tới chuyển động, ở đây mình có 3 đại lượng: quãng đường, vận tốc và thời gian. Và em thấy ở đây đại lượng nào không đổi, chính là quãng đường, bởi vì từ A đến B hai người đều đi từ A đến B hết. Như vậy rõ ràng là cùng một quãng đường là S bằng V nhân T, mà bây giờ S không đổi thì V nhân T, tức là V vận tốc và thời gian, là hai đại lượng tỷ lệ nghịch. Hoặc là em có thể hình dung nếu người nào đi với vận tốc tức là đi nhanh hơn thì sẽ đến sớm hơn, tức là thời gian đi ít hơn, nó là tỷ lệ nghịch. Và chúng ta sẽ lập luận này: vì cùng quãng đường nên vận tốc thời gian là hai đại lượng tỷ lệ nghịch.